trí tuệ nhân tạo được xem là nền tảng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và những quốc gia đi đầu về trí tuệ nhân tạo sẽ định hình lại bản đồ công nghệ thế giới trong thế kỷ thứ 21. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, từ việc phục vụ đời sống hàng ngày của con người cho đến giáo dục, tài chính ngân hàng, y tế. Việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đã mang lại những thành tựu đáng kinh ngạc cho con người như Google đã và đang ứng dụng AI vào lĩnh vực lái xe tự hành, Facebook sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận diện hình ảnh, Microsoft đang theo đuổi nhiều dự án điều trị ung thư bằng trí tuệ nhân tạo, Google ứng dụng AI trong việc nhận diện giọng nói, Shopbank có sử dụng AI chế tạo robot Pepper làm lễ tân, và còn rất nhiều nữa. Trí tuệ nhân tạo chính là cơ hội và khát vọng để Việt Nam ghi tên trên bản đồ công nghệ của thế giới. VN Robot mong muốn là nơi hội tụ và gắn kết của trí thức Việt. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt, chúng tôi tập trung nghiên cứu phát triển những sản phẩm mang tính chất đột phá dựa trên nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng. Tôi và các đồng nghiệp luôn tâm niệm rằng đổi mới, sáng tạo chính là chìa khóa của tương lai. Để bắt kịp xu hướng phát triển AI của thế giới cũng như là các nước trong khu vực, chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng những công nghệ tốt nhất, sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích dựa trên các thuật toán machine learning, công nghệ blockchain để phục vụ cộng đồng